chậu này đấy. Chậu đẹp. Nhìn như cái cối ấy nhỉ. Chậu cổ ngày xưa. À, cổ nó chính ngày xưa. Mà trồng cây và mấy cái món này mát lắm. Chậu xi măng trồng là nên tốt hơn trồng xanh. Trồng xanh này trồng qua đây chị này. Mát lắm. Cái này hay đấy. Chậu này. Cái này đẹp quá. Cả cái chậu cũng hay. Rêu phong. Mới nhặt được con xe này của ông bạn. Sáng quắc cho nhỉ. Giữ gìn hết tốt. Đấy. Giữ gìn tốt thế nhỉ. Hết đấy. Ok. Nó hơi nôn chứ cái cao lắm. Nôn. Cảm giác như đi nôn đi con này nôn. Mười mấy. À. Để ông bạn đâu cứ để cho 10. Ông bạn ông bà thương đấy thì đấy thế thôi. Sáng xe sáng loáng. Cây đẹp. Chậu hay. Hay đấy. Mát. Rồi. Chúc mừng sắt này rất nguy hiểm. Chúc mừng hai ông nhé. Bây giờ là về Từ Liêm rồi đúng không? Chơi cái diễn. Diễn. Ở dưới có nhiều ông chơi hay đấy. Ở chỗ diễn. Phú Diễn có ông Dũng chơi hay. Chúc mừng hai ông. Mình có to không chú? Vé nó vé thấp hơn người. À, bán cho khách à? Đi rồi. Thế thì không có cơ hội gặp lại rồi. Không có hội. À bác cả lấy cái này sao đấy mà hay là chú tỉa thì cả tỉa này. À đâu tỉa lá đấy. Mà bác cả này nhưng bác cả chưa to. Miền này. Vừa to vừa to tiền. Đơn giản. Lấy vé tiền chứ mình. Đây này cái nghệ thuật đấy. Lấy cái to kia thì lấy cái vé kia thì nhiều tiền nhưng cái to này tiền. Chứ khó. Cái này cứ thế mà lên lá mà làm chơi thôi. À. Anh em mình định làm điều thuốc cái cho nó vui. Ui, ông cứ làm đi không ấy, cháu có nghiện đâu mà lo. Ra đây xin thuốc ấy. Cuối giờ mới ra xin. Thuốc mới đỏ thì bán được hàng. Ông à, à nào, hôm nay hàng họ nào? Hôm nay phiền vắng lắm. Đàn thiện ấy lắm. Cháu lại xin ông. Đây cháu có bật đây rồi. Ủa, à, bây giờ từ còn không phải ra muộn đâu mà ngồi đằng kia có mấy ông cứ gọi bóng nước không đi được. Có uống nước để đi lấy nước. Dạ à, thôi. Đi đây uống nước thôi, người ta làm ba cái cốc trà đá nữa. Vâng, ông ăn đi. Về từ đây nhá. Không lại nào. Đấy. Ngày ngồi đây uống nhá để làm. Ngồi này sướng nhỉ. Ôi chả uống được. Hai cốc thôi ạ. Hai cốc thôi. À cốc. Một cháu vừa uống đằng kia không có chỗ mà đi đái. Ở đây giống như nhóm lập đây. Vợ đang ngồi về ăn cơm mà chưa về được. Không về được. Đang... Đây là cây này mới không nhỉ? Mới đấy. Cây bán rồi. À bán rồi. Điền đấy chứ nhỉ. Bao tiền cây này bán rồi đấy bao tiền? Bán cho ông Minh có 2 triệu. Minh ấy á? Đấy, ông đang Minh lấy nước đấy. À rồi rồi. À, thảo nào cũng là bảo ngồi mang đây ngồi uống nước tự nhiên ông ra đây. Lấy cái này hai cho ngọn đây à, hai ngọn này định mua lúc đầu là ý tưởng là cắt bỏ thân này nhưng bây giờ lấy trong trong thùng thì khoảng nhưng mà cháu lấy là cháu vẫn cắt bỏ thân ý cắt à? Cắt lúc này làm như thế này hai thân lên trong sau rồi thì sẽ cho cũng được đấy. Được, dáng nào cũng hay nhưng người tùy đây, người ta thích dáng gì đây, còn đây cái tay này là cắt ngắn đây đây cắt giật bỏ này. Ừ. Tưởng mình mua cái là mình đã cắt bỏ cái này rồi. Đấy, cái lúc mình mua là mình muốn cắt cái đấy. Bây giờ mình giờ không cắt được nữa. Tiếc. Làm xong xong chung này là nhanh lên tiền. À. Nhanh lên tiền, nhanh ấm bóng. Cắt từ đây có ấm bóng, cho được không? Đúng rồi, phải ngắn cái đấy. Đúng rồi. Không có cái đoạn đấy nó to nhanh lắm. Mùa mùa vào này thôi.
với ai nó đu, đu dài quá, nó nhìn nó hiền quá, nhìn đúng rồi, nó lại bị nó không cây nó không có điểm nhấn, phải cắt cái cắt cải nó lệch tán sang bên kia đấy nè, vươn lại đấy. Cắt bao nhiêu dễ đấy, đây này, trên đây đầy đầy bao nhiêu cái này nó cắt bỏ hết rồi, móc ra cho nó sạch, nhìn nó lộ cốt. Bao nhiêu cho anh Hoàn ơi? Làm mấy cái to này đi. Đấy, cây đấy hay, cây đấy hay, nghệ thuật, cây nghệ thuật. Quá đẹp. Quá thả cho cả những cây này. Đẹp rồi. Các quảng cáo cái ta này càng không muốn. Ui, củ phi hoa dính đẹp quá, nói đi ạ. Đẹp thì lại bị sút ngay. Sút ngay, nó cứ sáng do nó chả đi được, nó cứ vân chúng giả. Nhưng mà cô đưa... Hết mẹ, trà đá, bối đá rồi. Giả từ 1.5 triệu đến 2 triệu mà. Đi cái hoa dưới đi. Ông đi uống đi. Uống chung, ngồi đây bác. Uống đi. Ông đi giả từ 1.5 triệu nhỉ? 1.5 triệu. Thế bán cho ông bao nhiêu? 2.8 triệu. Ui đẹp mà, 2.8 triệu. Đẹp, con đi đẹp ấy. Đẹp. Thế không biết chứ. Ông cứ lần thờ mãi. Sáng ngày gặp ông Tị đằng kia rồi, nghĩ ông ngồi đằng ý. Thế là loanh quanh là bị giật vào uống nước nó không biết. Thế này hay này, mặt này đẹp với mặt ấy đẹp là ra. Mặt này đẹp với mặt ấy. Mặt kia là thuận hơn. Mặt này thuận hơn. Mặt này mới là mặt đấy, mặt bên này là mặt phải. Thuận hơn này. Vẽ nổi đẹp hơn mà nó là thuận hơn. Nó thuận mặt hơn. Đấy, như ông bảo phải khấu ở chỗ này. Cấu đi. Không đi. À. Không biết cấu đi, tội vạ đi. Cấu cái đề này hơi thò dài thật. Cấu mẹ cái này. Cái đi bạn rồi, bạn cho xếp bây giờ. Này nhặt cái xe cái ra, cho cái xe lên. Nhà con này để cái này dài quá. Dài quá. Đây, làm hai cái này. Sao nó có nên đứa nào một tay cắt đây nó cứ. Này nó để nó hơi thô. Cái quan trọng là nó dài. Đúng rồi. Chứ không phải là nó hoàn thiện nó chỉ đến đây thôi. Rồi đây thằng này đỡ, bảy ngọn ở đây. Rồi. Và lệch cũng bay thằng này. Thân này đây, sau làm này là chỉ bay thằng đây thôi. Cắt mẹ làm. Ông cây nghệ thuật. Cứ để cái những cái dài. Bán cả tiền cưa nhá. Bán tiền cưa. Quảng cáo cưa đây. Bao nhiêu cái cưa này để anh em biết à? Đi gốc cây này bán rẻ rồi. Đi gốc cây này. Đi gốc cây này. Giữ. Đấy. Bà ông nào mà cứ tay to là làm phát là bay mất. Đấy, thắp ngay. Ngay đấy. Ngay đấy. Đấy, cắt cái thắp ngay. Cắt đi bắt được ngay bởi cái tay này nó phải dài hơn thằng này. Thằng này nó bốn cái hơi dài. Đâu ra tiền 2.5 triệu. Nửa tháng lương. Chốt này mai ngày kia là có ngọn rồi. Mai ngày kia là có mấy cái mầm ở đấy rồi.
này là còn phải làm mấy cái này, những cái này thì gần như thế này. Đẹp hơn. Nó đỡ chướng mắt. Bởi vì cái tay này nó cao hơn này, nhu dài xấu cái này. Vời. Đấy này nhìn ra nó là cân đối này. Vời xa vời vợi. Đây có mở hàng cái nào không bác? Giỏi lắm. Từng vi đây vẫn còn nhỉ, đẹp này vẫn còn này. Nhìn ra đây yêu thương này vẫn còn. Bác à, về đây à? Có cái đồ gì mà nhiều thế? À được. Xong rồi à? Đâu, bây giờ mới ra đến đây. Bê đi đâu đây? Ai nghe mũi rồi. Vất quá nhỉ. Chị ở đâu về đây nào? Ngồi uống nước đằng kia không đi được. Cắt tên khác ngay. Thôi mình đã bảo cắt từ sáng hẳn con nó bảo từ từ để cho nó nảy đâu mà cắt đấy. Thế thì quay tí cho vui. Hoa giấy này bao tiền đấy ạ? 6 triệu. Tín. Đấy tín. Đang quản hợp tôi hoa giấy. Hoa giấy. Tín. Kế Nhật 6 triệu. Đấy, hoa quả siêu quả. Những cái chủ quả. Siêu quả. Hoa giấy song siêu. Nặng phết nhỉ. Nặng đâu. Nặng đâu. Thôi anh đi về đây, quay lại đây. 3 triệu. Đó, bây giờ thế Nhật thì 6 triệu. Vả này bao tiền đấy ạ? Vả đấy ạ? 2 triệu rưỡi. Trên kia ngoài này lô nước không rõ đâu, chỉ biết ở bên ngoài là có cái gì. Đấy, phèn đen nhỉ, phèn đen nhỉ, 2 triệu phèn đen. Dòng này làm cây đẹp lắm. Từ trước con nó có loại có quả đỏ đẹp nhỉ. Đấy, quả đỏ đó. Đấy. Phèn đen này nhiều người làm rất hay, nó cây hoang dại nhưng mà làm hay. Nó rất mềm mại lá nhỏ. Có quả. Trở về à? À phải thuê xe nhỉ. À trời nhiều thế. Lắm. 3 triệu. Rồi em cảm ơn nhá. Đi rồi. Về thôi. Cà phê nào?